Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với thế giới khủng long của Thắng TT. Ở cái video ngày hôm nay là mình đang cho các bạn xem khủng long kết hợp với lửa, với đá, còn băng, thiên hành, các trận học thì sắp kết hợp được với bọn nó rồi thì game loại bị lỗi không cho qua level, thế nên mình đau chứ. Không biết là nhà sản xuất đã sửa lại game chưa, nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn tới một cái thế giới khủng long khác. Ở đây sẽ có rất là nhiều những cái đại ca khủng long. Các bạn chỉ cần cho nó ăn thì thôi là nó sẽ biết là những con khủng long khác nhau. Uầy, anh em thấy cái con khủng long của mình nó có ngầu không? Mà đã là khủng long rồi thì cái con nào nó cũng ngầu hết. Nhưng mà đặc biệt là cái con khủng long của mình ngay nó cẩn thận. Nó đeo cả mũ bảo hiểm bằng sắt này và có cả ba lô trên lưng nữa. Đặc biệt là cái đuôi của nó đột biến rất là to, như kiểu là mấy con khủng long ở trong phim Avatar 3 ấy. Mà đã có Avatar 3 đâu, chỉ có Avatar 2 thôi. Các bạn chỉ cần là cho cái con khủng long này của Thắng ăn và ăn thật nhiều những cái quả đùi. Đùi này không biết là đùi gà hay là đùi khủng long thì nó sẽ lở ra. Wow, vừa bên này cái con khủng long gì có cánh nhưng mà nó lại, ôi trời, các bạn ơi, nó biến liên tục luôn, các bạn không có kịp nhìn, Thắng còn chả kịp nhìn thôi. Bây giờ nó đang là một con khủng long có vảy, hai với ở trước được. Bắp mình ạ, thấy chưa, mạnh như này chứ, đỡ một phần là con khủng long kia, vỡ bức tường kia luôn, sao không vỡ nhở? 3% là cái ký hiệu gì? Người ta bảo gì? Để mình mở được cái bức tường đấy. Không biết, nhưng mà mình sắp mở được một cái con khủng long bay kia rồi. 1950 tiền thì mình sẽ nâng cấp đao, nhưng mình đã thua cái lần nào đâu. Mong là cái game này nó đừng bị lỗi, không là lại toi mình luôn. 4 cái đùi xin luôn, 4 cái đùi ở đây nữa xin luôn. Nhưng mà mối tội là cái con khủng long này ấy, phải điều khiển thật là chính xác, không là nó không biết bơi đâu, rớt xuống biển là nó sẽ tạm luôn. Bay lên ơi. Wow. Vừa mới bảo là nó sẽ bị chết đuối, thế là nó bị nghẹo luôn các bạn ơi. Có ai cho mình xin một cái phao để mình buộc lên cái con người khủng long này. Đáng nhẽ là nó phải bỏ cái ba lô kia ra để nó đeo mấy cái phao kia. Lỡ may nó rớt xuống biển này, biến ra cái em khủng long này đấu với mình à. Lỡ may nó rớt xuống biển này thì nó còn không bị làm sao nhá. Một con khủng long có hai cặp sừng, ba quả sừng luôn. Thế này thì có con gì nó đủ tuổi để xâm húc nhau với mình. Let's go. Nhưng mà ở trên đường này là các bạn có thấy không? Các bạn có thấy mấy cái cục dung nham lava đều uổi. Cái con khủng long kia đâm vào mình làm cái gì? Đây này, cái cục 30 cả 45 này ăn vào thịt sẽ làm sao? Thì sẽ bị bỏng chứ còn làm sao nữa. Bây giờ mình sẽ đấu với con khủng long này nhá. Cắp mình này, cho cắp cái lưỡi. Cái con khủng long của mình cùi như này mà nó không ăn được thì nó ăn được con khủng long nào nữa? Đẩy mạnh lên, 1,8, 3,3%. À, thì ra cái con đường kia nó là tính theo phần trăm. Mình cứ tưởng là nó x nhân nhân lên cơ, hóa ra không phải này. Đây này, bây giờ người ta sẽ cho một con chim. Con chim ngầu hơn thì nó sẽ đội mũ bảo hiểm, mình đeo ba lô, nhưng mà phải xem quảng cáo. Thôi, mình lấy con chim bình thường thôi. Gần quái gì mà đeo ba lô mới cả đeo mũ. Lâng cấp xem nào. Lâng cấp đam thì người ta cũng trả cho mình cái ba lô hay là cái mũ gì cả. Thôi, mình sẽ để dành tiền, mình trả lâng cấp cái gì cả. Đây nha anh em ơi, mình sẽ ăn mấy cái đùi này nhưng mà mình bị bỏng rồi. Đó, bên này con khủng long gai rồi. Rồi mấy cái lưỡi cưa kia sợ quá. Thịt này. Được bâu luôn nha. Nên là bây giờ không sợ ai cả, còn đâm mọi lúc mọi nơi luôn. 2, 4, 6, 8 thì nó còn biến ra cái con khủng long này. Bây giờ đang là mắc rồi. Wow, một con khủng long bạo chúa như thế này thì gặp đối thủ ở đâu đây? Tất nhiên là không có đối thủ rồi. Khủng long xịn sò cái bồ này thì lấy đâu ra một đối thủ? Mà khủng long không ăn rau à? Trên cái con đường này thì làm quái gì có rau đâu mà ăn? Ăn nào? Uầy, ăn tiếp nào? Biến ra đâm vào mình làm cái gì? Mình lại được bâu rồi nè. Nào vào đây đi. Wow, không nên ăn hai cái cục thiên thạch này bởi vì là cục thiên thạch nó rất ghét con khủng long. Mà con từ đã, hai con này nó là anh em sinh đôi với nhau à? Nhưng mà nó có mạnh giống như là mình đâu, nó có mạnh giống như mình đâu. Mình chỉ cần bố một cái nữa thôi là vĩnh biệt nó rồi. Bắt chiếc ta à? Định bắt chiếc biến thành anh em sinh đôi à? Hay định giả danh mình phát cây mình thì mình sẽ tiêu diệt không chứa cho nó đường sống đâu. Wow, oh my god, bây giờ mình đang là cái con khủng long mắc và được lộng hành trên cái con đường có rất là nhiều kim cương này. Nhưng mà kim cương ở trong cái game này người ta thì lại không cho mua skin hay là cho mua khủng long hay là mua thức ăn cho nó, mà nói chung là chả làm được cái gì cả. Cứ kim cương để cho nó hạ oai thôi, có mua được cái gì đâu. Mũ cũng không mua được mà ba lô cũng không mua được. Ui,
Trời ơi, nốt phần này nữa là mình sẽ mở được cái skin con khủng long này nha. Thôi, có bằng nào tiền là mình sẽ dùng hết mình nâng cấp sức mạnh đây, chỉ được lên level 10 thế á. Mắc rồi à, còn cái sức mạnh ở bên dưới thì không nâng cấp được à. Không nâng cấp được thì thôi, mình sẽ ăn đùi vậy. Woo! À, các bạn ơi, các bạn có biết là cái con khủng long mở lưng của nó có nhiều sừng sừng thế kia. Ơ, đây. Nó lại bắt mình ăn chay rồi các bạn ơi. Đây này, gặp cái cây to như thế này mình phải tránh ra, ăn làm sao được hết cái cây gai đấy. Ủa, con khủng long xịn là sẽ có cái lá cờ với cái khẩu pháo như kiểu là bọn cướp biển nha. Đây nghĩa là mình phải bật quảng cáo để mình xem, nhưng mà thôi, khủng long nào nó vẫn là khủng long mà thôi. Bây giờ bật quảng cáo lên thì chơi ván nào nó cũng hiện quảng cáo, rất là ức chế luôn. Biến nào mà cái cây kia ta không ăn chay đâu. Biến ạ, à, biến ạ, à, biến ạ, à. Biến hết ra hai cái cây kia. Trời ơi, con khủng long của mình nó ốm yếu quá đi. Cây mọc càng ngày càng nhiều. Khủng long này là chỉ ăn thịt thôi nha. Ý, lại đây, lại đây. Thấy sừng của đại ca chưa? Liệu hồn thì chạy đi. Chạy đi. Chạy nữa đi. Ui giời, mũi cắn y lốc mà thôi. Nào nào, mày con này nó cứ thích đấm nhau với Thắng, nhưng mà bao nhiêu ván nó thua nó không biết sợ. Thôi được rồi, lại sắp được mở cái con khủng long mới rồi. Ván này là nó sẽ xem quảng cáo để cho các bạn xem nhé. Các bạn xem cái mũ xịn nhá. Phá vỡ cái bức tường này, ăn chay. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như con khủng long này ăn chay thì tất nhiên nó sẽ gầy Decimal rồi. Đi vào cái lút hóa thành khủng long này. Uầy, uầy, uầy. May quá mình lên qua được này, chứ không là mình thành con khủng long bé xí. Khiếp. Nhìn cái lưỡi cưa đầu này sợ quá, nhưng mà có miếng thịt ở đây nên mình phải cố gắng. Ui, ui, mình đi qua lava rồi, sang bên này, lưỡi cưa kìa. Oh, wow, wow. Bô đây nè, bây giờ có thể phá vỡ tất cả mọi thứ, không sợ ai cả. Thấy con khủng long mắc của đại ca chưa? Bô được rồi mà nó vẫn còn đứng đây. Đáp ba cái là nó bay luôn đi. Không sợ mình thôi, làm sao là cho con khủng long khác đi. Sắp được mở cái con khủng long này rồi. Uầy, đây này anh em ơi, khi mà xem quảng cáo là người ta sẽ cho mình hai lá cờ cấm bọn cướp biển và một khẩu pháo ở trên lưng của cái con khủng long này. Khủng long này da của nó hơi bị dày nhé, nên bơm đặt bắn thoải mái luôn. Xong cái ván này là mình lại xem quảng cáo cho bạn xem là mình mở được một con khủng long đại chiến nữa, nhưng mà tại vì người ta chưa hiện ra nên mình không biết được ạ. Đấy là cái bức tường mà khai quật hóa thạch nha. Ở bên ngoài công cái đồ chơi như vậy. Sao mà chưa gì đã về tới đích này rồi, cái con khủng long kia nó không dám ra đấu với mình nữa à. Đây, anh em con tin đi nào. Đây không phải là một con khủng long đâu, đây như kiểu là một cái con vờ sắt gì. Ở trên lưng của nó là có một cái đài cờ à, còn lần này người ta không trang bị cho cái mũ mà cái khẩu pháo rồi. À, Thắng biết rồi, đây là con thần lằn. Hay. Ở bên trái và cả bên phải lưng của nó đều có một chiếc đài, tổng cộng là có hai cái đài FM radio. Chắc hẳn là nó có vẻ nó thích nghe nhạc lắm đây, mà không biết nó thích nghe bài gì. Ui, thành luôn con khủng long mắc rồi nè. Ui, đen cho cái thằng trẻ trâu bão thủ này lại gặp luôn con khủng long mắc thì đẩy một cái nữa, thêm một cái nữa, bắn ra đằng sau luôn. Người ta thay cho mình con khủng long khác đi. Mà phải nói là cái con khủng long đấy là lì thực sự luôn. Cái gì đây? Đây là quảng cáo này. Mình không thích xem mà người ta cứ bắt mình xem làm gì. Cộng sang Olam kìa. Đúng rồi, đấm luôn con Godzilla kìa. Và tên kia là con Varom kìa. Liệu con khỉ này có quánh bại được không? À, quánh bại được kìa. Quánh, quay tay này. Bởi vì là con khỉ kinh ông kia nó tận level 100 cơ mà. Cái con Varom level yếu nhất ta thì làm sao mà đấm được. Với cái level này thì trên con đường của chúng ta không còn những cái quả thiên thạch hay là mấy cái cây để ăn chay nữa, mà là mấy cái tảng lava trộn với đá dung nham nó cứ chảy. Nhưng mà mình đã đạt đến những cái con khủng long rồi, nên là bây giờ mình ăn một tí thôi là đạt đến con khủng long level mắc luôn đây nè. Thấy chưa, con đang chuẩn bị quay lại cái thời tiền sử mà ăn con khủng long cùi kìa. Mày có gì nhá, con thần này một lúc lại biến thành con khủng long to đại bác đấy thôi. Cái cầu hạ xuống thấy chưa? Trời, xuống rồi. Lại nha. Đây này, ăn mấy cái miếng thịt này thôi nè. Đó, sắp thành con khủng long mắc rồi. Bên này nữa. Vẫn là con khủng long sừng ư, nhưng mà cái thành trẻ xanh này bi ra. Bức tường hóa thạch này, cái cưa này, đó, thấy chưa? Thành luôn con khủng long mắc, cứ về tới đích là sẽ có con khủng long mắc ngay. À, đấu quá. Đấu đi.
tạm biệt em, bye bye em. Thôi đây sẽ là lần cuối mình gặp cái em khủng long báo thủ này. Wow, không phải là cái con khủng long cùi cùi đâu, mà là cái con khủng long này nó cũng có vảy ở trên lưng, mà cái vảy của nó nhọn hơn. Và con người tuyết là người trên lưng kìa, lại còn đội mũ như kiểu mũ của ông già Noel, mũ Giáng sinh. Nhưng mà mỗi tội là mình lại tắt mạng đi rồi, nên là nó không hiện quảng cáo. Thôi mình dùng cái con khủng long này cũng được này. Biến ra em ơi, biến ạ, biến ạ, biến ạ. Đâm vào cái tảng đá này giúp mình giảm cân này. Rồi, chưa gì mà thành mắc rồi, không phải thi đấu. Chẳng nghe là cái ván sau là mình sẽ thực hiện thử thách giảm cân cho cái đại ca khủng long này à? Ui, đây này, cái con khủng long này nó mới ác nhá. Được rồi, cố gắng, cố gắng, cố gắng. Nhanh lên, phải qua thật nhanh mấy cái màn này để mở cái con khủng long ăn thịt đấy mới được. Lưỡi cưa đi ra, đi vào cái nút màu xanh này. Mấy cái màn này mình sẽ tha hết cho mấy bọn này để mình mở thật nhanh cái con khủng long ăn thịt kia. Nào, quánh nhanh, quánh nhanh, quánh nhanh, quánh nhanh, quánh nhanh, biến đi. Cung bay, hạ cánh, nhanh lên để mình còn ăn chứ. Nhìn cái con đường này nó đơn giản đấy nhờ. Thôi, mình lại ăn mấy cái cây này để mình giảm cân mới được. Chứ ăn thịt mãi, mãi, mãi nó lại to như thế này. Thôi xong, rõ ràng là giảm cân rồi, nhưng mà về tới đích thì nó lại thành con khủng long mắt. Đây này, để xem nào, con khủng long gì đây? Wow, bên này nó mới ngầu đây này các bạn ơi. Nó là con khủng long đẩy cái xe rùa. À, khủng long lao công, khủng long mà đi làm công trình, khủng long phù vữa. Rồi, mình phải mở cái skin này mới được. Không được rồi, anh em ơi, mình xem quảng cáo nhiều quá nên là bây giờ người ta cũng không cả cho xem quảng cáo. Người ta chỉ cho mình nhận con khủng long thường này thôi. Thôi nha, còn bây giờ thì phải kết thúc cái video tại đây. Hẹn các bạn, tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ là bye bye.